Omega 3 mang 5 công dụng thần kỳ đến làn da mà chị em chúng mình cần phải biết và đừng có bỏ qua nó nhé. Thứ nhất nhé, đó là omega 3 cung cấp các dưỡng chất cần thiết nuôi dưỡng làn da, giúp da của chúng ta càng ngày càng khỏe hơn và nó có khả năng loại bỏ lớp sừng ở trên da, trong da của chúng ta có vẻ trẻ trung và hồng hào hơn. Thứ hai nhé, đó là đẩy lùi quá trình lão hóa của da, thì omega 3 được biết đến là khả năng chống oxy hóa và loại bỏ được những cái chất mà phá hủy collagen ở trong da và nó sẽ làm giảm hình thành nếp nhăn. Và thứ ba nhé là nó hỗ trợ trị mụn cực kỳ hay này. Thì các axit béo trong omega 3 giúp cân bằng hormone và cái thành phần là EPA giúp kiểm soát được lượng dầu và ngăn chặn da của chúng ta tiết quá nhiều dầu và bã nhờn. Vì vậy cho nên là điều trị hoặc là hỗ trợ điều trị mụn cực kỳ hiệu quả. Và ngoài ra thì omega 3 nó cũng có tác dụng là chống viêm rất là mạnh. Cho nên nếu mà ai bạn nào mà bị mụn trên mặt nhiều mà bị viêm ấy, viêm cứ mưng đỏ lên ấy, thì các bạn uống omega 3 cho duyên rất là hiệu quả nha. Thứ tư đó là nó có tác dụng là giảm thâm mụn và sẹo. Thì omega 3 có tính kháng viêm như lúc nãy mình vừa nói vậy đó. Thì nó giúp giảm sưng tấy này, làm dịu da này. Ngoài ra thì có thể là sử dụng omega 3 để phòng ngừa sẹo, phòng ngừa cái sự tăng lớp sừng của nang lông á. Bởi vì nó có tác dụng chống viêm mà. Mụn viêm thì nó sẽ rất là dễ để lại sẹo à, cho nên là khi mà chúng ta chống viêm tốt thì da của chúng ta sẽ hạn chế để lại sẹo. Và cuối cùng đó là omega 3 có tác dụng là giúp dưỡng ẩm cho da. Thì bổ sung omega 3 giúp cân bằng cái lượng dầu nước ở trên da. Từ đó thì nó sẽ làm tăng độ ẩm cho da, giảm cái nguy cơ da của chúng ta bị khô, nứt nẻ vào mùa đông nữa. Cho nên là da của chúng ta sẽ rất là đẹp khi mà chúng ta sử dụng omega 3 đều và hàng ngày đấy.